Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh LTQ Channel. Hôm nay hãy cùng chúng mình khám phá ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Có thể bạn sẽ nhầm lẫn giữa trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và trường Minh Khai ở Quốc Oai. Thì trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai sẽ nằm tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Là ngôi trường top đầu trong khu vực tuyển sinh 7, nhiều năm liền có điểm trung bình tốt nghiệp thuộc hàng top trên toàn thành phố Hà Nội. Trên sân trường, ngoài còn lá, có cây, còn có dàn siêu xe, bốn bánh. Trường còn được biết đến về cái tên trường chuyên tất cả các môn. Vậy tiếp theo, các bạn muốn mình review ngôi trường nào? Hãy để lại comment dưới phần bình luận cho mình biết nhé!